thích bạn gái mặc đồ đỏ. Nó kỳ vậy. Trưa nắng mà đi ra đường nó chối quá. Sau này thí dụ mà em thấy trẻ hơn á thì em tìm cách em đầy đỏ là sao dạ. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ chào đón bạn nữ. Xin mời bạn. Chào em tự giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị, em chào tất cả mọi người. Em tên là gì? Em tên Ngọc. Năm nay em 32 tuổi, em ở Tây Ninh. Em Ngọc. Làm việc tại Tây Ninh luôn. À, làm việc ở Tây Ninh. Dạ. Này là cái gì vậy bạn? Dạ, cái này là quà quê của em. À. Trước tiên là em tặng chị Cát Tường. Rồi, chị cảm ơn nha. Thích quá, có quà. Có. Chút nữa em cũng tặng cho anh Linh mà. Dạ, có. Dạ. Chúng ta vừa nghe cô gái giới thiệu Ngọc, 32 tuổi đến từ Tây Ninh. Còn bây giờ sẽ là chàng trai, xin mời. Chào bạn. Dạ, quý vị khán giả bên trái cũng như quý vị khán giả bên phải là chào tất cả bạn thân thứ nhất. Ủa gì có bên trái bên phải như vậy? Ngồi đi bạn. Dạ. Bạn tên là gì? Dạ, em tên Nguyễn Minh Thuận, năm nay em 30 tuổi. Minh Thuận 30 tuổi? Dạ. Bên kia 32 tuổi. Có vấn đề gì không? Dạ không sao. Không sao đúng không? Dạ. Làm nghề gì? Dạ, em là nhân viên văn phòng. Văn phòng? Dạ. À, bạn ở đâu? Dạ, quê thì ở Tiền Giang, còn làm ở Bình Chánh. Cụ thể văn phòng làm gì? Làm kế toán à. Anh ở Tiền Giang gặp cô ở Tây Ninh. Em có ngại gì đường xá xa xôi cách trở không? Dạ không, anh Tây Ninh nó cũng gần. Em có đi Tây Ninh bao giờ chưa? Dạ có rồi. Em cảm nhận gì về người con gái Tây Ninh? Tây Ninh hả? Nghĩ chắc nước da đen. Đen? Sao vậy? Tây Ninh nắng nóng, đen. Ô nắng thì đâu cũng nóng. Thích da đen không? Không, nước da trắng em thích hơn. Chứ đen nó da mặn mòi chứ. Nhà có bao nhiêu, có đông anh chị em không? Nhà em có 8 anh chị em. 8 anh chị em? Dạ. Rồi bạn là thứ mấy? Em Út. Rồi mấy anh chị em là lấy về lập gia đình hết chưa? Dạ hết rồi chị. Vậy hiện giờ là em ở với ai? Dạ em ở với ba mẹ. Ba mẹ có hối thúc mình lập gia đình không? Dạ cũng có chị, 2-3 năm trước thôi, còn giờ kiểu như hối riết rồi cũng chán á chị, cho nên là hết nói nữa rồi. Em làm kế toán hả? Dạ. Em làm cái ngành đó bao lâu rồi? Em đi làm từ năm 2008. Mà trong cơ quan làm không có người nào được hả em? Dạ cơ quan thì cũng có nhưng mà thấy nó sao sao chị ơi, chắc tại duyên chưa tới. Em cũng mà cũng... em có sợ ế không? Lúc trước thì có, còn bây giờ thì bớt rồi chị ơi. Tại sao mỗi ngày phải bỏ sợ hơn sao giờ bớt? Tại em thấy nhiều người kết hôn mà cuộc sống cũng có khi là nó không có hạnh phúc đó, rồi sợ khổ, nhưng mà sợ sau này không có ai nuôi cho nên cũng phải lo đi tìm. Em có nghĩ rằng em sẽ lấy chồng Tây Ninh không? Dạ thì em thấy người nào được là được hả anh Linh ơi, không có quan trọng là ở đâu, đừng xa quá thôi. Ví dụ như Tiền Giang về Gò Công được không? Dạ được. Rồi dân Gò Công thì hát cải lương được nè, hò được nè, hát dân ca được nè. Bạn hò hát gì không? Dạ để em hát thì dở, để em hò câu anh Quyền Linh. Rồi hò đi, hò sao bạn không kia rồi đứt ruột đứt ga. Đứng hả anh, hỏi anh Quyền Linh. Đứng đi lấy hơi là quả. Hò thổi hiu hiu chín chiều ruột thắt, nhìn xa bên bắc mà nước mắt nở bên đông. Ai xui chi cho vợ vợ với chồng chồng, biết đây với đó hò, biết đây với đó mà ông Tơ Hồng ông có ở xe. Gì không, sở trường của bạn là gì, hát hò gì không? Em hát cũng được. Hát cũng được. Dạ. Làm lại liền đó. Em trời ơi. Đàn gái mình hát không có yếu thế được. Dạ em sẽ hát bài dân ca Nam Bộ. Rồi, Lý Trái Mướp. Lý Trái Mướp. Xanh xanh dây mướp, mướp leo rau, trèo leo rau, leo rau. Người dưng kia mà mới gặp mơ, gặp là gặp biết chào, biết chào biết chào làm sao, biết chào biết chào làm sao. Bớ chàng ơi có giờ chưa, em giúp giúp tình thương. Được á cha. Hai người về lập đoàn hát nữa.
đó nha, gặp này tôi chịu rồi đó nha. Bây giờ cái tiêu chuẩn của em á, lấy vợ là như thế nào? Em cũng không có cao gì lắm anh Nguyễn Linh. Cao khoảng chừng 1m65 đổ lại thôi. Rồi. Một giờ trắng, biết lo cho bản thân với gia đình. Không thích bạn gái là điều gì? Em thích bạn gái mặc đồ đỏ. Cái gì? Thừa nắng mà đi ra đường thấy chối mà. Chối mà. Mặc đồ đỏ nó chối sao? Mặc đồ vàng nó chối không? Vàng vừa vừa. Vừa vừa được anh ơi, đừng chối quá. Thí dụ như giờ mình yêu ta tự nhiên ta mặc đồ chối rồi không yêu à? Em suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại nha. Kỳ lạ. Cũng lạ. Hôm nay bạn đến thăm chương trình thì ở nhà mẹ ba mẹ có biết không? Dạ biết chị. Hồi trước gia đình mình hối thúc mình á, rồi bây giờ là sao không hối nữa? Chỉ có má em là nhắc nhở thôi, còn ba em thì ít có quan tâm về vấn đề đó. Má nói sao? Má em nói tao đi đám cưới người ta hoài luôn, không biết chừng nào mới lấy lại được nữa. Lấy lại được cái gì vậy? Má em còn nói con ta hả, nhiều người hả xấu muốn chết luôn chứ. Chứ đâu phải mà đẹp lắm đâu, tao cũng lấy được chồng hả. Còn con má đâu đến nỗi nào mà sao ế. Mỗi lần bạn nghe như vậy thì bạn thấy như thế nào? Em quan tâm là gặp nhau là do duyên số. Cảm thấy người nào đó được thì cưới, còn không thì thôi. Chứ không có nên mà vì tìm chồng mà mình vội vàng hoặc là kiếm cho có với người khác. Đúng rồi, mình sống ăn đời ở kiếp với nhau ha. Dạ. Bạn cao 1m mấy? Dạ em cao 1m68. Wow, đủ rồi, bên kia chỉ cần 1m65, 1m68 là được rồi đó. À bây giờ bạn nói cho Linh nghe đi, cái mẫu người bạn trai lý tưởng của bạn muốn là gì? Về ngoại hình thì em thích người cao hơn em, già hơn em. Già hơn? Dạ. Ủa trẻ hơn được hả? Dạ không. Bên đây trẻ hơn rồi đó. Trẻ hơn em không chịu đâu, tại vì em không muốn người khác nói chở chị hai đi chợ. Không có sao đâu, lạc hậu quá à. Nhưng mà người đây giờ thành bên đây là nhỏ tuổi nghe mày đó. Nhỏ hơn thì không có sao, nhưng mà quan trọng là cái mặt phải già. Còn gì già rồi bên đây mặt được phải không? Anh làm em thấy cặp này được lắm đó. Nhà nhà em là có 8 người con đúng không? Dạ. Nữa em có chồng em muốn bao nhiêu, mấy đứa? Tối đa khoảng 3 được rồi. Đúng rồi. Ngoài ra bạn có cái điểm nào mà không thích về người bạn trai, người chồng tương lai của mình không? Em không thích người keo kiệt. Keo kiệt? Vũ phu, không biết giữ lời hứa. Có vũ phu này để tôi hỏi mình ơi. Hả? Dạ không. Có vũ phu không? Không. Nè nè, nãy nói nhiêu tuổi nói lại nghe. Dạ em 30 chị. Mặt cũng già, thấy mặt cũng thấy già, tại mặt nổi mụn nhiều quá nhìn thấy già. Sao rồi hết tuổi vậy thì mà mụn nổi nhiều vậy? Nóng rồi, nóng tánh nó nổi. Dạ. Vậy có bạn gái rồi chăm sóc rồi dưỡng da rồi vô cho mịn màng lên nha. Dạ. Tóc bạc rồi, được rồi, cũng già rồi đó. Giờ hỏi có vũ phu không nè? Dạ không, em không có vũ phu. Có keo kiệt không? Dạ không. Có tiền không? Dạ có. Có tiền có dám mua quà tặng cho bạn gái không? Dạ có. Maximum là khoảng nhiêu một món quà? Chắc cỡ tầm 2 triệu được rồi. Tại vì không có keo, bên này không có thích người keo kiệt. Đây không có keo đây thoải mái lắm. Đúng không? Ừ. Được á, được á. Cao mét mấy? Dạ cao 1m69. Được, bên này hơn đây được hơn. Dạ. Nếu bây giờ được bao lâu đám cưới? Bên đây má hối lắm rồi. Dạ qua duyên anh cưới em luôn. Qua duyên là cưới luôn á. Dạ. Linh ơi, chắc là cho hai người gặp nhau đi Linh ơi. Gặp đi chứ. Dạ. Còn chờ gì nữa. Anh mở màn đi, anh nhận quà đi, để nãy giờ anh ganh tị với em hoài. Kéo màn lên. Hãy nói hết những cái gì mình suy nghĩ với người đối diện để cảm nhận và những lúc hay những lúc không những lúc. 2 phút bắt đầu. Chào bạn. Món quà tặng. Cảm ơn. Mình có món quà tặng lại bạn. Rồi, cảm ơn. Dạ, cái này phần của anh Linh. Cảm ơn em nhiều nha. Ở nhà ba mẹ có khó lắm không? Không, ba mẹ mình dễ. Bạn cảm nhận mình như thế nào? Thấy thứ nhất là thấy dễ thương, thứ hai là nói chuyện rất là vui. Khi mà hai người mà đi hẹn hò đó thì bạn thích đi chơi như thế nào, ở những nơi nào? Thích đi biển hoặc là đi công viên rồi. Còn chỗ nào nữa không? Không. Có thích đi câu cá không? Không, không thích câu cá. Có thích đi dã ngoại không? Có thích dã ngoại, rất thích. Bạn nữ cảm nhận bạn nam thế nào? Em thấy bạn thì cũng vui vẻ, thật thà, cái tính này chắc là giống em.
Nói chung là em thấy cũng cũng ổn. Mà sau này thí dụ mà em thấy trẻ hơn đó, thì em tìm cách em đài đọ sao đó, già hơn. Trời ơi, trời ác dữ vậy. Mới gì để đài đọ. Sợ không bạn? Không, ráng chịu đựng nữa. Coi rõ sao mà người ta già hơn, mà nói nghe thử. Thì em tìm việc nào đó làm ở ngoài nắng đó chị. Nắng mưa thì con người mình tự dưng sẽ cằn cỗi. Có cần đứng lên quay vòng cho em kiểm tra rồi chiều cao rồi bóc dáng không? Quay vòng. Thôi. Được không? Được. Được rồi, được anh. Nhìn thẳng vô vô mắt cô ấy nói gì đi. Gợi gợi ý anh nhìn anh. Tình yêu nghĩ nữa. Ý. Gì đó. Anh thấy em những giây phút đầu tiên cảm nhận cái gì đó. Anh muốn gì đó. Mình đi đâu chơi đó. 2, 3 bắt đầu. Trên thế giới thì anh thấy có khoảng 6 tỷ người. Nhưng mà ở Việt Nam thì có khoảng 100 triệu người. Ở thành phố thì có khoảng 10 triệu. Mà anh với em là gặp nhau hôm nay là một cái duyên số. Thì anh nghĩ đó là cũng là một cái cơ hội để cho anh tỏ tình với em. Hay quá. Câu này là được đó. Thôi cho hai người bấm nút đi, trời ơi, mệt quá. Rồi chúng ta có 3 tiếng đếm. Mời các bạn đặt tay nút bấm. Đó, thấy chưa? 1 2 Nghĩ cơm mà vô đếm đi. 3 Hết giờ. Tại sao bạn bấm nút chậm vậy? Em nhấn tới lần thứ hai nó mới ăn chị. Rủ như lúc đó bấm không được luôn rồi sao? Thì em nói em có bấm là tại cái nút. Cần. Bây giờ em cảm thấy như thế nào? Hai người có thể nắm tay nhau một cái không? Ăn thì phải lăn luôn bếp. Đây, thay mặt chương trình tặng hai bạn một cái cặp vé xem phim y như là mong muốn của bạn ha. Dạ. Ngay ngày hôm nay, chiều hôm nay ra là đi coi phim luôn. Dạ. Nha. Em cũng có một lời nói là em cảm ơn anh Quyền Linh và chị Cát Tường đã cho cơ hội em với bạn hôm nay được gặp gỡ. Cũng như cảm ơn ban tổ chức đã kết nối cho em một nửa trái tim bên đây với bên kia. Cảm ơn. Rồi bây giờ mời bạn xem phim đi, nói với bạn đi, đi. Trời khoái cười hoài mọi người. Rồi thôi. Rồi dắt đi, nắm tay đi luôn đi. Qua kìa, qua kìa. Kìa bánh tráng Tây Ninh kìa. Mình đã có mối tình nào chưa? Xưa xưa thì có. Xưa lắc xưa luôn. Mỗi người bạn gái thấy hí hẩm tí nhưng mà chân thật, không ham vật chất. Ủa sao ham vật chất? Vui quá rồi. Vui quá, mình cũng vui quá. Rất là dễ thương. Hy vọng những cái điều tốt đẹp vào tương lai. Tươi sáng đang chờ hai bạn, hạnh phúc đang chờ các bạn. Chúc mừng hai bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Kéo màn. Hả màn. Mời bạn nam bước ra sân khấu. Chào bạn. Dạ. Mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Trương. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em năm 28 tuổi. 28. Dạ. Và bây giờ mời bạn nữ chúng ta bước ra sân khấu. Em tên là gì? Dạ em tên là Diễm Ngọc. Em 26 tuổi ạ. Hiện nay là Ngọc đang làm việc ở đâu? Dạ hiện tại em đang làm kế toán cho một công ty tư nhân ạ. Mình làm được bao lâu ở đó rồi? Gần 4 năm rồi chị. Mình đã có mối tình nào chưa? Xưa lắc xưa thì có, còn bây giờ lắc thì chưa. Xưa luôn. Bao lâu rồi thì không có? Dạ chắc khoảng hơn 1 năm mấy rồi chị. Vậy mà là xưa lắc xưa lơ. Trời ơi, tưởng đâu là 5-7 năm nay không có. Bạn có thể nói về mình chút xíu. Ưu điểm của em thì hay cười, vui vẻ, thân thiện. Với lại cũng có biết một chút chút nấu ăn. Nhược điểm thì em thấy nhiều hơn ưu điểm. Nhiều là cái gì đâu? Nói nhiều nè. Hay nóng tính đó chị. Cô kia giới thiệu vậy rồi, còn theo bạn thì đáp lại như thế nào? Dạ, em thì hiện nay là nhân viên ngân hàng. Bao nhiêu năm rồi? Dạ, cũng 6 năm. Về ưu điểm thì em thích nấu ăn với Quyền Linh. Tuần thứ 7 tuần nào em cũng coi chương trình của Quyền Linh nấu ăn, nó ngon á. Với lại em thích cái mẫu người bạn gái hơi hí hẩm tí nhưng mà chân thật, không ham vật chất. Dạ. Ủa sao không ham vật chất? Dạ tại trước đây em có quen hai ba người con gái thì cũng chia tay là do vật chất. Rất là sao anh? Em không hiểu.
vật chất giống như là những cô gái mà đua đòi á, mình không thích những cô gái đó. Nhưng mà thế nào có thể hiện là nghiêng về vật chất? Nghiêng về vật chất này mua kia hả? Dạ đúng rồi, đúng rồi, nguyên lên hoặc là đi ăn những quán sang trọng như nhà hàng. Phụ nữ nào mà không thích vậy bạn? Tùy trường hợp, nếu mà mình dẫn đi ăn uống cái chỗ quán nào hay là mình mua sắm vật chất gì mà tổng cái nguồn tài chính của mình thấy đủ thì mình có thể mua cho tặng bạn gái mình. Nhưng mà nếu mà đòi hỏi cao quá thì mình không đáp ứng được. Dạ đúng rồi em. Cụ thể cô ấy đòi gì mà bạn chia tay? Giống như điện thoại mới ra hay gì á, là có từ đầu hỏi mua mới ra hoặc là mua quần áo hay gì quá sang trọng hay gì đó. Khả năng bạn là trước giờ bạn lo cho bạn gái bạn là bạn lo được cái gì? Em có thể mua với tầm khoảng 10 triệu đô la nếu như điện thoại đi, hoặc quán ăn bình thường vài trăm ngàn hay đến 1-2 triệu thì ok. Chứ nếu mà vượt quá thì mình nhiều khi đó, những cô gái đó đòi hỏi vật chất nhiều quá, không yêu mình thực sự. Và cái chuyện mà vật chất đó, bạn còn có yêu cầu gì với người bạn đời của mình nữa? Người con gái em thích là thứ nhất là không nhuộm tóc quá lè lè, có thể nhuộm như màu hạt nâu dẻ hay là màu nâu đen, chứ đừng có nhuộm màu đỏ mà giờ xanh em không thích. Với lại em không thích con gái có hình xăm. Hình xăm? Dạ, yeah, xăm người, xăm mình. Em không nói những người hình xăm mình là xấu, nhưng mà tại vì theo quan niệm của người ở đâu mình thấy hình xăm nó hay sâu sao, chứ em không nói những người đó là xấu. Em yêu cầu chiều cao gì không? Cao từ 1m55 đến 1m6 là được rồi. Em phải nói cao 1m7. Mấy xăm lầm em. À vậy thì bạn thích cái người bằng mẫu người bạn trai của mình là người như thế nào? Người đó phải cao hơn em, cao 1m7 á. Tại em lùn quá và bạn nó lùn nữa thì đi nó không có hợp rơ lắm. Lùn với lùn mới xứng chứ. Ốm rồi. Lùn rồi đi giày cao rồi hôn nhau phải bắt ghế hả? Đâu, tại em hay đi giày cao gót chị. À. Cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Không thích hút thuốc, không thích cái tính gia trưởng. Ồ, anh mình đó có vẻ hơi gia trưởng á. Có không? Em có gia trưởng không? Có chứ. Em bình thường lên đây. Không có gia trưởng. Em không biết hút thuốc luôn. Không nhẹp gì không? Nhậu thì em nhậu chắc nói chắc yếu hơn con gái luôn, dưới 2 chai bia làm gì đó. Bạn có cái mẫu người bạn trai lý tưởng của mình không? Chị biết diễn viên Trương Minh Quần không? Biết. Em thích một người như vậy á. Vậy là sao? Cao. Nói chung là nhìn mình có thể như là tin tưởng. Hồi nãy anh nói là anh không có thích nhuộm tóc luôn rồi, không có hình xăm. Mình có gì không? Không có gì hết trơn, em theo truyền thống. Đúng không? Chị nghĩ là hợp với ảnh rồi đó. Bây giờ sẵn sàng kết hôn không? Không với anh bên đó chịu nữa. Bây giờ anh chịu đó, bây giờ anh chịu thì em có chịu không? Bí mật chị, anh. Hai em. Nãy em nói là cái hình tượng của em, bạn trai của em phải giống Vũ Minh Cường đúng không? À. Minh Cường đẹp trai lắm. Ờ, em thích đẹp trai. Anh cao hả? Ừ, thích em... đẹp trai hả? Ừ, cao như vậy đó. Cao tiêu chuẩn nó cao lắm đó nha. Mà nếu mày xấu hơn sao? Cô này mê trai đẹp nè. Trai đẹp ai không mê chị? Chị cũng mê vậy, chị có nói gì đâu. Khó à? Khó lắm, khó lắm. Mày khó càng á. Cao là tới 1m7 rồi. Dạ không. Anh rất là đẹp trai, anh cao 1m khoảng 7 mấy, gần 8 á. Chào em. 8 đó. Em cao 1m mấy? Em bao có 1m65 rồi chị ơi. 1m65 lùng hơn tiêu chuẩn của cái người bạn gái đó đưa ra. Lùng hơn cái tiêu chuẩn thôi. Chứ thôi bạn nó cũng không có cao. Nhưng mà bạn thích người bạn trai cao. Thích nhón nhón như đó, gương lạ một chút. À, khùm đầu xuống em chị. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ được thì chừng nào kết hôn được? Nếu mà hai đứa thấy hợp thì tiến tới sớm cũng được, đâu sao đâu. Sớm là bao lâu? Tùy tùy có bạn nữ đó chấp nhận hay không. Mình là nam nhi đại trượng phu, tôi đang hỏi bạn. 6 tháng đến 5 hay gì đó. Ừ thì vậy đi. Khó không? Khó. Thiếu 5 phân mà còn nhiều nhiều chuyện. Hỏi này mắc cỡ đỏ mặt luôn, làm như công an. Thiệt tình tới dễ thương. Có điều đó thì đó, thiếu 5 phân cái nào tôi nói thiệt. Bây giờ nghĩ rằng á là hai người nên gặp mặt đi. Đúng rồi, bây giờ mình để nói cảm nhận thế nào. Chúng ta có 2 phút thôi. 2 phút nhìn thẳng mắt nhau, nói thật nhau và cảm nhận xem có tiếng sét ái tình chưa hả bạn ha. Nếu mà người ta có đưa đơn cho xin vay cũng cho vay nha anh Linh ơi. Bên đây bạn nữ mình là có đi với người thân, trước khi cái màn lên mình phỏng vấn người thân của bạn nữ trước cái đã. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với em với lại bạn. Chào em. Em là em hay là bạn? Dạ là em chị. Em dạ. Em biết tánh tình của chị gái mình không? Chị có kén quá không? Chị kén lắm chị ơi. Kén lắm hả? Dạ khó tính đó chị. Bây giờ cái anh bên kia em thấy làm sao, ổn không? Dạ những tiêu chuẩn mà chị đặt ra với anh á thì em nghĩ là khoảng được 60%, còn 40% còn lại thì tùy chị quyết định thôi. Bây giờ trước khi kéo màn lên thì em muốn nói nhắn nhủ gì với chị gái của mình không? Chị ơi, hãy cho mình một cơ hội đi chị. Lớn tuổi rồi chị ơi. Câu đó là quan trọng á. Chị không quyết, em quyết. Rồi, chuẩn bị 2 phút đi gặp nhau, kéo màn.
tin. Dạ. Yeah. 2 phút bắt đầu. Chào em. Em chào anh ạ. À, em biết nấu ăn không? À, nấu ăn thì ăn được nhưng mà ăn không ngon. À vậy hả? Thôi để bố anh chị cũng được. Em thích nấu ăn lắm. Ủa nhìn này mình có thấy em xăm hình rồi gì không? Bề ngoài sao biết được? Phải bên trong mới biết được, sao bề ngoài sao biết được. Em hình như là 26 tuổi đúng không? Dạ. À, ví dụ em gặp người tốt yêu em thật lòng em mới tính chuyện thế đâu. Chắc mình phải đến một mức độ nào đó mình phải tính rồi anh, chứ đâu là thế này mà cứ đi hoài đâu. À, em nghĩ thế nào về trong tình yêu? Hai người thông cảm với lại biết chia sẻ, biết quan tâm lẫn nhau, đó là điều em cần nhất. Đối với anh, trong tình yêu anh ghét nhất là sự giả dối. Đúng có rồi. Gì phải chân thật với nhau. Nếu mình không hợp nhau hay khi sau thì chia tay cũng vẫn là bạn hạnh phúc nhau. Có đòi mua điện thoại mấy triệu không? Để coi được anh tự nguyện chứ không có ép. Rồi. Yeah. Bây giờ thì các bạn cứ bình tĩnh và suy nghĩ nha. Các bạn là quyết định hết sức là quan trọng. Hợp ý thì mình bấm nút, không hợp ý thì có thể mình không bấm. Bấm để tìm hiểu nhau chứ không phải bấm để rồi nói chuyện chơi vui. Ok. 3 2 1. Hết thời gian. Ủa hồ. Sao mà sao em lại bấm nút? Như anh Quyền Linh nói là hãy cho mình cơ hội, nên em nghĩ là câu nói của anh Quyền Linh cũng đúng. Nói chung là mình không giữ khư khư được cái quan điểm của mình mà mình cần phải thay đổi rồi. Còn bạn Trang? Tại em thấy tính cách cô gái này cũng đáng yêu nên em sẽ cố gắng tìm hiểu, nếu mà cô ấy chịu đồng ý thì... Khi nãy anh cố tình nói câu như vậy để các bạn suy nghĩ sâu hơn chút xíu, và khi các bạn đã bấm nút thì anh tin rằng cái bấm nút đó nó xuất phát từ trái tim của các bạn. Chúc mừng các bạn nha. Thay mặt chương trình gửi tặng bạn một cái cặp vé xem phim để hai bạn có thể hẹn hò bước đầu với nhau như vậy. Yeah. Chúc hai bạn sẽ tìm thấy được sự đồng cảm với nhau và tiến xa hơn nữa. Dạ, em cảm ơn chị Linh. Em muốn là ảnh sẽ cao hơn em. Hiền là được. Hiền là được đúng không? Theo em nghĩ là em là người rất là nhẫn nhịn luôn. Mà nếu mà em gặp bạn mà không giữ thì em sẽ sợ. Nhậu nhẹt thì em cũng muốn anh biết nhậu thì cũng được. Cái đó thì em cũng không phải là không thích, nhưng mà đừng nhậu nhiều. Đừng có say bê bết. Xin mời nhà gái. Mời bạn trai. Rồi, ngồi đi bạn. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Võ Hà Ngọc Huyền ạ. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh cùng toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong ngày hôm nay. Em chào anh ạ. Năm nay em 24 tuổi và hiện tại em đang là nhân viên văn phòng của một công ty tài chính ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ở quận mấy em? Em ở quận Tân Bình ạ. Quận Tân Bình. Quê gốc em ở đâu? Dạ, quê gốc của em cũng ở Sài Gòn luôn ạ. Sài Gòn luôn hả? Dạ. Còn em trai? Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân Lung Linh. Chào em. Chào bạn nữ xinh xinh. Chào tất cả những người xem chương trình. Em xin tự giới thiệu về mình. Em tên là Trần Minh Văn. Em năm nay thì 30 tuổi. Em đang làm việc ở quận Tân Bình. Em làm về IT. Nói nghe nè, muốn hỏi bạn trai chút xíu. Sao dạ. bạn biết bạn bên đây xinh xinh mà bạn chào là bạn nữ xinh xinh vậy? Dạ, bạn nữ thì mặc định nó auto xinh xinh chị. Đúng rồi, nữ ai không xinh. Em quê ở đâu? Dạ, em sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Cũng thành phố Hồ Chí Minh dạ. luôn. Em nói một chút về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em là em rất là vui vẻ, hòa đồng. Em có thể là thích nghi với mọi môi trường luôn ạ. Và em rất là thích ca hát. Dạ. Có tật xấu gì không? Dạ, tật xấu là nhiều khi em cũng có hơi nóng tính một chút, nhưng mà cái đó là rất là ít à. Cái nóng tính khủng khiếp nhất của em là như thế nào? Dạ, không nói chuyện thôi. Dạ, chà, không nói chuyện, không chuyện đi hả? Chỗ khác chứ không có đập đồ đúng không? Không đập dạ, đồ. Không đâu. Bạn trai, điểm mạnh điểm yếu là gì? Điểm mạnh của em thì thật thà. Hiền, đa số mọi người nói vậy. Không mà hiền thiệt. Dạ. Nhìn thấy em rất là hiền luôn. Điểm yếu? Dạ, điểm yếu thì em cũng hơi nóng tính. Hồi nãy nghe bạn nữ nói thì rất là bất ngờ, tại vì nó có rất là nhiều điểm chung. Tại vì em nói chung là cũng nóng tính á. Nhưng mà những cái lúc mà nóng tính như vậy thì em làm gì? Cũng giống bạn nữ là thường im lặng. Vậy là hai người nóng tính im lặng hết, khỏe. Trời, ai cũng nóng kiểu này đỡ dạ. ghê. Đỡ biết mấy luôn. Em nói em thích hát đúng không? Dạ. Giờ hát liền cái đi kênh
cái thích hát với hát hay, coi có giống nhau. Em hát hay không? Dạ, mình nghe thử rồi thẩm định ha. Dạ, để thẩm định giúp em ạ. Em hát. Hát đi. Tình yêu trong em vẫn luôn hâm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là em đôi khi khó nói nên lời, mong anh hãy cảm nhận thôi. Trời ơi, hay vậy ta. Cá tính lắm nha, trời ơi. Xuất sắc luôn. Xuất sắc luôn á, mong anh cảm nhận thôi đó. Tới bạn trai. Em thì hát thì không được hay lắm, nhưng mà em thích làm thơ. Em muốn gặp mặt bạn nữ rồi, lúc đó rồi à, mới thành thơ đúng không? Rồi được rồi. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em thì trải qua 3 mối tình. Mối ngắn nhất là bao lâu? Mối ngắn nhất là 15 giây. Cái gì kỳ á. Trời ơi, tôi lần đầu tiên tôi thấy mối tình 15 giây. 15 giây. Tình yêu này gọi là tình yêu sét đánh nè. Chứ ai tự nhiên giây. Mới gặp 15 dạ, giây thì... 15 giây là, đó là cái 15 giây cảm nhận đó dạ. Xem là giống như thế sét nào đánh hả? Thôi cũng lạ. Còn em, mấy mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình. Nhưng mà mối tình sâu đậm nhất là gần 3 năm. Thì tụi em quen, em đềm chưa tới một ngày đẹp trời thì bạn có bạn gái khác. Rồi còn cái mối tình thứ nhì? Mối tình thứ nhì thì khoảng 3 tháng thôi là tụi em tìm hiểu nhau. Nhưng mà em cảm thấy không hợp cho nên là không đi tiếp. Là thôi luôn. Cũng vẫn làm bạn. Rồi bây giờ em trai, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn tìm một người là cái điều quan trọng nhất là tin tưởng. Tại tức vì... là tin em ấy đúng không? Dạ. Nhưng mà em phải làm cái gì cho ta tin chứ, giờ tự nhiên bắt người ta tin mình rồi sao người ta tin được? Tại vì tin tưởng nó rất là khó. Tin tưởng một người, ví dụ như là chỉ cần người ta lừa dối mình một lần thôi thì mình sẽ rất là tổn thương. Tin tưởng đây em nói thì có thể nó không chứng minh được điều gì hết. Nhưng mà cho em một cơ hội thì em sẽ chắc chắn chứng minh được cái điều đó và em làm được là... Cho em cơ hội em sẽ chứng minh niềm tin cho người khác. Thì ngoài cái mong muốn về cái sự chân thành như là vừa rồi em mới tâm sự thì em còn muốn cái người bạn gái của mình về ngoại hình thì phải như thế nào? Cái ngoại tính hình tình thì đó giờ em không có đặt nặng. Nhưng mà con trai thì ai cũng thích xinh, trắng, dễ thương. Em nghĩ như thế nào về cô bạn bên rào này? Em hình dung bạn đó như thế nào? Em nghĩ cô ấy cũng là một con người rất là cá tính và quyết đoán. Cô ấy có xinh không? Dạ chắc xinh, nghe giọng xinh xinh. Xinh cỡ nào? Tóc dài hay tóc ngắn? Cao không? Chị Hồng Vân ơi, nghe giọng thì rất khó lắm. Em có 2 tấm hình đây ạ. Chị có thể đưa cho anh để anh tưởng tượng. Đây là em lúc nhỏ và em xin nói thêm là em vậy thì thành công. Đây, bên nhà gái tôi xin gửi là bạn đoán coi là cái người bên đây là ai. Trời, hình lúc nhỏ chị. Đó, lúc nhỏ đó. Chừng lộn quá nha. Có một sự bật mí nhẹ là vậy thì thành công đó nha. Nhìn cái hình thì cũng là xấu đoán. Xấu nhất á. Nhưng mà anh đoán là cái bạn này. Ồ. Thường đấy, con nít đó súng răng ha, rồi tóc tai rồi rủ rượi ha này kia, vậy thì thành công, tức là thay đổi. Ông đoán đi, ông đừng quay qua đây, ông đoán thử giống cái chàng trai bên đó không? Ai nè? Chắc hình nhỏ này nè. Hình nhỏ, em đoán hình lớn hay nhỏ? Dạ lớn. Lớn. Em đoán hình nhỏ đó. Đây, mọi người á, mọi người nhìn đi. Một bên là cái bạn nhỏ là anh Quyền Linh đoán, và cái hình lớn á là bạn trai bên đây đoán. Bởi vì người ta có cảm xúc, người ta có một cái trực giác cho nên người ta đoán rất là đúng. Còn anh thì thôi, suốt đời anh chỉ nên làm ông mối mà thôi. Câu trả lời chính xác là bạn trai đúng. Dạ. Đoán đúng em luôn đó. Dạ đúng rồi. Đây, mời anh. Chúc mừng em nha. Chào em gái. Dạ, chào anh. Em muốn một cái mẫu hình người yêu tương lai của em như thế nào? Em muốn là ảnh sẽ cao hơn em. Cao hơn em? Chắc luôn. Không, bên đây khoảng mét 55 thôi. Mình phải tùy thuộc vào tính cách nữa. Hiền là được. Hiền là được đúng không? Dạ đúng. Còn rồi. Cao chỉ vậy thôi chứ 55 cũng được không? Dạ được. Được, ôi 55 được. Rồi mong muốn gì nữa? Dạ anh hiền với lại anh biết nhẫn nhịn. Tại vì em quen bạn trai á, theo em nghĩ là em là người rất là nhẫn nhịn luôn. Và nếu mà em gặp bạn mà không giữ thì em sẽ sợ. Bạn này yên tâm là nhẫn nhịn lắm ha. Kiên nhẫn nữa, không có giữ hung dữ đâu sợ. Dạ. Rồi em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với cô ruột của em với lại là bạn thân của em. Rồi xin chào gia đình đàn gái. Chào cô ruột. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, xin chào đàn trai và chào cháu bên đó. Tôi là cô ruột của bé Huyền. Bé Huyền là rất là tình cảm, sống rất là tình cảm, vui vẻ, hoạt bát. Tôi thấy là cháu trai bên này nhìn rất là đẹp trai. Nhìn hình thức thì rất ưng ý rồi. Thì nội dung thì để hai cháu tìm hiểu nhau. Nếu mà thành đôi được thì rất là tốt. Tốt quá. Rồi, cảm ơn cô. Em trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ và cậu mợ. Rồi chào gia đình nhà trai.
Trời ơi, gia đình nhà trai hùng hậu quá. Dạ, xin chào Quyền Linh và cô Hồng Vân. Dạ. Hai MC dễ thương ha, và chào chương trình. Tôi đây là mẹ của Minh Văn. Ở đây mình thì có bốn đứa con, ba gái, có một mình cậu này con trai thôi. Mà ba cô con gái gả hết rồi, còn có mình cậu này thôi. Nếu mà hai đứa tìm hiểu với nhau mà đến được với hôn nhân á thì tốt. Hai đứa đồng ý là lúc nào chịu là mẹ cưới liền á, không cần đợi tới chừng nào hết trơn á. Mẹ đang trông dữ lắm rồi đúng không? Mẹ thấu vô tương lai sao, hợp không? Thấy cô dâu này thì vừa ý lắm á, đẹp gái mà cũng ăn nói cũng dễ thương. Quan trọng là hai đứa coi có hợp hay không. Đúng rồi. Nếu hai đứa bấm nút á thì hai đứa tìm hiểu nhau, nếu được thì cứ việc lên tiếng nói là mẹ bước qua mẹ cưới. Trời ơi, hay quá mẹ ơi. Rồi, cảm ơn hai gia đình. Bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt ha. Mở rào. Dạ rồi, em tặng anh luôn hả? À, lần đầu tiên anh xin tặng em. Dạ. À, em muốn mở ra con. Mở ra đi cưng, mở ra dạ, đi. Em mở ra luôn hả? Để xuống mẹ. Đây. Ừ, rất là chu đáo luôn nè. Nên em cầm cho anh nha. Giống như ngày làm lễ coi mắt vậy nha. Thấy nó cũng nôn nao như vậy luôn. Anh xin tặng em về cái hộp nhạc. Khi mà mình vui hay mình buồn gì đó, mình cảm thấy mình muốn thư thả, thư giãn á, thì mình có thể dặn nó lên. Cái này nó cũng tượng trưng cho về một cái gì đó mà mình mong muốn á. Ví dụ như là em muốn nghe nhạc thì em phải lên dây cót nó. Dạ đúng rồi. Tức là mình phải bỏ ra một cái gì đó để mình có thể tận hưởng được nó. Thì giống như trong tình cảm cũng vậy, thì mình phải bỏ ra tâm huyết, công sức thì mình mới xứng đáng có được nó. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Trời ơi, bạn này là gọi là bạn nội tâm lắm mà bạn rất dạ, là sâu sắc đó nha. Anh ơi, em tặng cho anh, anh có thể mở ra. Trong đây là nó là một cái ví. Dạ, một cái ví tiền để anh có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi ạ. Khi nào anh dùng là anh nhớ tới em à. Tại vì mỗi lần anh dùng cái bóp này thì giữ bên mình 24/24 nha. Dạ, cảm ơn em. Hai đứa nó gặp nhau hình như nó bị rung rung rồi đó. Dạ. Nó bị uýu uýu hay sao? Chị á? Để em hỏi trước. Nói đi, hỏi đi. À, em 24 tuổi, anh thì 30 đúng không ạ? Đúng rồi. Anh có thấy em khá là trẻ đối với anh? Anh nghĩ cái tuổi tác nó không có phán định được cái người đó trẻ con hay không, mà là do cái suy nghĩ. Dạ. Một người có thể mà chỉ có 18, 19 tuổi nhưng mà người ta rất là chững chạc rồi. Dạ, thì qua cái cách nói chuyện của em thì anh nghĩ em không có tính trẻ con theo cái cách suy nghĩ thôi. Còn mấy cái tính khác giống như của con gái thì cái đó rất là bình thường. Em rất là tâm lý luôn đó. Ví dụ như có một cái câu chuyện nào đó hoặc là em cảm thấy bực mình thì em cũng cho qua. Hoặc là thắc mắc quá thì em sẽ hỏi thôi. Dạ, chứ không có gọi là ghen tuông hay là suy nghĩ, em không có. Hồi nãy thì anh có hứa là sau khi gặp em sẽ đọc một cái bài thơ. Thì cái này là anh chỉ làm ngay tại chỗ thôi nha. Dạ. Cho nên là có thể nó có gì đó mà em cũng thông cảm. Em rất là muốn nghe luôn. Lần đầu tiên gặp Huyền, có lẽ đây là duyên. Mái tóc thật đen tuyền, mắt em như kim tuyến, giọng nói làm sao xuyến. Nếu em muốn phát triển và cùng nhau hàn huyên thì bấm nút nha Huyền. Trời ơi, đó là xuất khẩu thành thơ đó nghe. Cho nên phải thấy em rồi mới ra được cái bài rồi. Thơ này hay quá. Rất là hay luôn ạ. Em nhìn anh thì em nhớ là một bài hát rất là gọi là thích hợp cho thời điểm này luôn. Bài anh có muốn nghe không? Hát muốn luôn đi. Một đoạn nhỏ thôi ạ. Này người em luôn tìm kiếm lâu nay, trễ 3 năm rồi đây. Suốt thời gian qua anh đã ở đâu, sao không ở đây? Thu mọc tóc luôn. Nghe giọng rất là thanh, rất là hay. Dạ. Tức là hai đứa rất là hợp nhau về những cái sâu sắc cũng như là về đúng văn rồi. Hóa văn nghệ ha. Bây giờ các bạn có 30 giây để nói lên cái suy nghĩ của mình nha. Mỗi người nói một câu, sau đó tiến hành bấm nút. Em muốn nói trước không? À, nếu mà anh cảm nhận được là em với anh mình phù hợp với nhau á thì mình có thể là cho nhau cơ hội. Tại vì em thấy anh cũng rất là hiền và dễ thương đó. Dạ, với lần đầu tiên là em cũng có thể là có cơ hội để tìm hiểu một người bạn trai mà lớn em nhiều tuổi ạ. Anh cảm thấy em rất là phù hợp và anh cũng muốn tiến tới. Dạ. Đó, vậy là hiểu rồi đó. Rồi, để tay nút bấm các bạn. Tôi thấy rằng hai bạn rất hợp với nhau nhiều thứ. Và chắc chắn rằng chúng ta sẽ
trân trọng những cái gì đang có, và các bạn sẽ nuôi dưỡng nó để trở thành một cái tình yêu thực sự. Và chuẩn bị, chúng ta chỉ làm nhiệm vụ thôi, chứ tôi biết rằng hai bạn cũng đã chờ đến giây phút này. 1, 2, 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Rồi, ta làm thủ tục nào. Ta đặt cái hôn đầu tiên vào má của bạn gái nào. Dạ rồi. Chúc mừng các bạn nha. Chúc mừng tụi em. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Và đây, món quà của hai bạn dành cho nhau, hãy giữ lấy. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, cảm ơn hai đứa. Cảm ơn chương trình. Hạnh phúc nghe. Chúc mừng cặp đôi đầu tiên, họ đã đồng ý hẹn hò. Hy vọng rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Đối với em thì em không có hình mẫu cụ thể. Nhưng mà người mà làm cho em ấn tượng á là có nói chuyện thu hút, vui vẻ. Rồi cái thứ gì nữa là gì? Sâu sắc. Rồi. Sâu sắc không? Dạ có. Đặc biệt là biết phấn đấu để có được những gì mà mình thích. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Mời đi em. Rồi, xin mời nhà gái. Dạ em. Mời anh trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào bạn nữ xinh đẹp bên kia. Chào tất cả các thành viên mình trong trường quay. Xin tự giới thiệu, mình tên là Dương Tiến Dũng, sinh năm 1982, quê ở Bình Định nhưng mà sinh sống ở tại Buôn Ma Thuột. Công việc của mình là đi lắp đặt thiết bị và chuồng trại chăn nuôi heo gà cho khách hàng. Rồi, còn bạn, bạn giới thiệu đi. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào em. Và bạn trai bên kia. Em chào. Tên là Lê Thành Phượng, năm nay 33 tuổi, sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Hiện em là kế toán thuế. Rồi, bạn có thể nói luôn về điểm mạnh, điểm yếu của bạn đi. Điểm mạnh của em là em tràn đầy năng lượng tích cực. Em có thể dễ dàng hòa nhập với môi trường xung quanh. Còn điểm yếu của em thì cũng hơi nóng tính, hay quên. Bạn trai, ưu điểm khuyết điểm bạn là gì? Dạ, ưu điểm là biết nấu ăn, biết lo cho gia đình. Điện, nước, cơ khí là nó làm được hết. Còn khuyết điểm? Điểm yếu của em là em ít nói, dạng sống nội tâm anh. Em trai có mấy mối tình rồi? Dạ em có trải qua 3 mối tình. 3 mối rồi hả? Hồi xưa ra trường đi làm à. Mối tình đó mấy năm? Thì cũng không mấy tháng hơn ạ. Rồi mối tình thứ hai? Dạ thì cũng được ở 6 tháng rồi. 6 tháng nữa rồi mối tình thứ ba? Thì cũng vậy thôi. Còn là những mối tình mấy tháng không à? Dạ. Rồi còn bây giờ em nói đi, cái chuyện tình cảm của em là em mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là mối tình thời học sinh, quen 7 năm. Mối tình thứ hai thì quen 6 tháng. Trời ơi sao mà cái tỷ lệ nó lạ lùng vậy em. 7 năm trời cho một cái chuỗi thanh xuân như vậy là hơi bị dài đó nghe. Dạ. Rồi lý do tại sao lại chia tay mối tình đó? Sau này thì em mới biết là bạn đó không thích bạn gái. Trời bạn ơi. Đó yêu đàn ông hả? Mới vậy mà sao mà 7 năm mày mới phát hiện ra vậy em? 7 năm mới phát hiện ra vậy? Dạ lúc đó là thời học sinh mà còn ngây thơ á. Trời ơi, làm mất tao 7 trời năm thanh xuân. Nhỏ 7 năm trời thì tình là giờ thành ra rút kinh nghiệm những bạn gái mà yêu bạn trai đó phải tìm mọi cách coi thẳng hay cong liền luôn.
Chào em gái, trời xinh đẹp quá, tội nghiệp em tôi, xui quá. Thành ra bây giờ nếu mối tình thứ ba là phải thử coi thẳng hay cong liền nha. Sắp tới sẽ muốn có một người yêu thế nào? Dạ, đối với em thì em không có hình mẫu cụ thể. Nhưng mà người mà làm cho em ấn tượng á là có nói chuyện thu hút, vui vẻ. Rồi cái thứ nhì nó là gì? Sâu sắc, đặc biệt là ý phấn đấu để có được những gì mà mình thích. Công việc của em là hiện nay là đi nhiều nơi lắm ạ. Chào em. Em nói rõ về cái vấn đề mà đi công tác của em á, một lần như vậy ngắn nhất là bao nhiêu lâu và dài nhất là bao nhiêu lâu? Dạ cũng tùy ở công trình vậy, thường công trình em có dài cỡ 2-3 tháng rồi vậy. Rồi nếu mà dài nhất thì bao lâu? Dài có khi là kéo dài tới 1 năm. Kéo dài cả năm luôn? Không, nhưng mà ý là mình có thể nghỉ mà vậy. Nếu mà thật sự á, em gặp cô này á mà em cảm giác là thật sự là đúng là cái người mình yêu rồi. Đúng. Thì phải thay đổi đi. Đúng. Không ai có thể chịu đựng như vậy. Bởi một người con gái không bao giờ chấp nhận thiếu cái sự quan tâm và chăm sóc đâu. Rồi thôi bây giờ như vậy đi. Em nghĩ là cái mà hình mẫu lý tưởng nào hoặc cái người yêu của em sẽ như thế nào để có thể níu giữ em đừng đi công tác xa nữa. Em thay đổi cái môi trường của em. Biết chăm lo cho người bạn đời mình là hoặc gia đình của mình thì vậy. Nhìn dễ thương là được vậy. Cá tính một chút cũng được, cá không sao, tại vì em cũng hiền lắm. Em làm công việc nhanh không? Dạ, chung giao em là em làm rất là nhanh. À, chỉ có nói là chậm thôi đúng không? Phải tiết tốc cuộc sống lên ha. Cái này là tôi phải cho gặp tôi 3-4 ngày để tôi có thể trend lại phải không? Trend lại đúng rồi. Nói chung á, nhà gái thì tôi chịu rồi đó. Bên đây đẹp trai, bên đây đẹp gái. Anh thấy rằng hai người rất là hợp với nhau. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Rồi coi họ có biết sao cho hai bạn gặp mặt đi ha. Em đi với ai? À, dạ em đi với mẹ, chị với là hai người bạn. Chào mẹ. Gia đình nhà gái. Thì em là chị của Phượng. Xin trước tiên thì em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả trong trường quay. Chị xin chào em trai. Chị thì chị rất có cảm tình với lại con trai miền Trung. Cho nên là chị thấy hình thức thì về hình thức thì có vẻ ok. Đàn ông con trai thì mình nói chuyện nó tiết tấu nó nhanh hơn một tí. Với lại mình nói lớn hơn một chút. Cái nhìn chung đối với chị thì là theo Phượng thì có vẻ là được. Thì biết đâu chừng nếu mà sau này có duyên thì mình sẽ trở thành người một nhà. Rồi cảm ơn chị. Bạn nam đi với ai? Dạ đã có hai em mà. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, xin chào chị gái và chào khán giả. Em là tên Lộc, em là bạn của anh Dũng cũng lâu năm rồi. Em thấy chị đây cũng cá tính, cũng xinh đẹp, rồi cũng năng động. Thì em nghĩ anh chị sẽ bù trừ, bổ sung cho nhau. Và em mong cho anh chị cho nhau cơ hội để có thể tiến xa hơn ạ. Đâu cần gì, chỉ cần anh ấy nói lưu loát mà tiết tấu bạn rồi. Này là ok không. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Lớn lên nha. Dạ. Mạnh mẽ lên. Rồi, đứng lên tặng quà đi. À, chào em. Dạ, chào anh. À, em có món quà tặng anh. Có món quà tặng em. Rồi, em mở ra đi xem quà là bạn gái tặng mình cái gì. Dạ. Thì cái màu này em cũng nhìn cũng ưng ấy. Màu xanh này ngọt ngào quá. À, em cũng có bài thơ cũng liên quan tới cái màu xanh này. À, em cũng tặng anh ha. Dạ. Nghe đồn anh thích màu xanh. Còn em thì lại thích anh mất rồi. Hình như anh thích màu trời. Còn em thì lại một đời bên anh. Nghe rất là cảm xúc vậy. Ta, anh cũng có một bài hát tặng cho em. Rồi, hát luôn. Và là chính là anh. Cứ mỗi sáng thức dậy, bên cạnh anh luôn có một vòng tay. Cứ mỗi sáng thức dậy, anh lại nhận được một nụ hôn. Em ơi em biết không, anh chỉ ước đôi ta như thế này. Cứ trôi qua mỗi ngày, rất đơn giản và thật hạnh phúc. Nhiều lúc đôi ta giận nhau, anh lặng im không nói. Nhiều lúc em như trẻ con, cứ muốn anh ôm chặt thôi. Nhiều lúc em hay rằng anh bù bờ chẳng biết vì điều gì. Nhưng như vậy anh lại yêu em hơn. Tình yêu không chỉ niềm vui và còn cả khổ đau. Mình hãy hy sinh vì nhau để tìm một hạnh phúc.
Và bước đi trên con đường đi của em sẽ có một người luôn yêu em, luôn bên em mà thôi. Đó chính là anh. Trời ơi, hay quá. Em chỉ cần như thế thôi. Em chỉ cần như thế thôi thì cuộc sống nó sẽ không khí lắm, em hiểu không? Cái nội lực á, cái năng lượng á. Đấy, em chỉ cần như thế thôi. Nói chuyện cũng cần như thế thôi là ok. Cảm xúc em sau khi nghe cái bài đó? Dạ cũng hiểu lắm. Thôi mình về chỗ ngồi đi. Về chỗ nè. Bây giờ nè, em nhìn cô gái đi. Em cảm nhận thế nào lần đầu tiên gặp mặt đó? Nhìn em rất là dễ thương. Chúng ta cũng đã lớn cho nên là mình muốn tìm hiểu nhanh để nếu mà có gì thì mình có thể tiến xa hơn. Vô luôn vấn đề luôn vậy đó hả? Đó, bây giờ người ta mạnh mẽ. Thực ra em cũng không có quy định cái thời gian. Chủ yếu là tình cảm của hai người đủ lớn thì mình có thể tiến xa hơn. Anh ở làm việc ở Đắk Lắk? Không, cái công việc của anh là không có cố định, nhưng mà nhà anh ở Đắk Lắk. Dạ, vậy thí dụ như trong quá trình tìm hiểu hẹn hò thì anh sắp xếp thời gian làm sao? Thì rảnh, nếu mà rảnh thì anh có thể đi thôi. Sau này anh có dự định là mình có thể công việc mình có thể chuyển về Bình Dương hay là đâu gần đó? Theo em thì em thích ở đâu? Dạ, ở đâu mà cũng gần gần ở đây đi. Anh có thể thì thay đổi tùy thôi. Được, đó, có nếu thể thay đổi là được. Đủ lớn thì chắc có thể thay đổi được ha. Dạ. Rồi kinh tế làm sao, chuẩn bị làm sao rồi? Sẵn sàng để lấy vợ chưa? Dạ, mọi thứ đều sẵn sàng rồi ạ. Rồi, bây giờ em cảm giác trong lòng mình thế nào với người đối diện? Em thấy bạn cũng phù hợp với em đấy. Phù hợp với em? Dạ. Trái tim mình có rung động gì không? Dạ, có. Em thử mạnh dạn tới nắm tay bạn ấy nói một câu gì đó. Rồi chúng ta sẽ tiến hành bấm nút nào. Chào em, anh sẽ có muốn mời em vào một đoạn hát. Lên cao nguyên đi em, đời như mơ như thật, hương cà phê thơm ngát, khói lam chiều mênh mang. Lên cao nguyên với anh, hòa nhịp chiêng rộn ràng, nối vòng xoan dài mãi, hương rượu cần cách ngay. Lên cao nguyên đi em, đêm nhà dài ấm áp, lắng nghe lời kể tháng huyền thoại và chẳng đám sáng xanh nhã, lắng nghe lời ai rây hình nhận mình nhàng hỡi linh, nghe sao xuyên lòng mai. Trời ơi, hay quá vậy. Bây giờ mai mốt về em bực em kêu anh hát đi, hát đi nha. Nào, bây giờ để tay nút bấm đi các bạn. Phải thật sự sống bằng con tim của mình các bạn nha. Hãy suy nghĩ thật kỹ, quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 và 3. Cả hai cùng bấm. Chúc mừng. Đấy. Thấy chưa? Nắm tay nhanh lắm. Nè, cái cặp này hợp ghê đó nha, thật sự luôn á. Nắm tay thấy sao? Tay rất là ấm áp. Ấm áp ha. Bây giờ là cái thủ tục đúng không? Xin phép cô chị gia đình. Anh xin phép em thì không làm lại em. Trời. Hùng hơi lâu nha. Ông còn bị nuối tiếc á. Đây là những món quà của chương trình gửi tặng cho các bạn. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc hai bạn hạnh phúc. Cảm ơn hai đứa nha. Cảm ơn. Hãy chăm sóc bạn gái ấy.
Đó, ôm liền, nắm tay luôn. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin Love TV. Xin cảm ơn nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã tài trợ chương trình này. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Em có hỏi ảnh là 1, 2, 3 năm có đánh rơi dịp nào không, ảnh vẫn chưa trả lời em. Sao em trả lời liền đi em? Có. Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Ôm liền. Rồi tiền em thiếu anh thì em tính sao? Dạ từ từ em trả được không anh? Từ từ là bao lâu? Thì anh biết từ từ rồi đó. Em hẹn là bây giờ 5 ngày, 10 ngày vậy đi, rồi tới đó thì tính tiếp. Đó, em không có tiền, giờ em muốn từ từ để kiếm. Không có tiền á thì về nhà giúp việc nhà cho anh, trừ tiền. Vậy ha. Dạ. Rồi với anh về nha. Rồi với anh về nha. Trời ơi, rồi nợ ai đâu cả trời. Quý vị đón xem vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.